Thưa quý vị, trong tuần trước thì chúng tôi đã từng phản ánh tình trạng người dân Bạc Liêu ồ ạt bán đất mặt ruộng. Hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện này tại một địa phương khác, đó là Bến Tre. Mặc dù ngành chức năng đã khuyến cáo về hệ lụy khi mà bán lớp đất mặt ruộng sẽ ảnh hưởng đến cây trồng, nhưng nhiều người dân tại huyện Ba Tri, Giồng Trôm vẫn đang theo nhau đào bán đất mặt ruộng. Hơn 2 tháng qua, dọc các tuyến đường khu vực xã Tân Xuân, Phước Ngái, huyện Ba Tri, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, rầm rộ các xe máy cày chở đất từ trong đồng ruộng ra tập kết, bán cho các chủ xe. Theo các hộ dân, do ruộng gò cao không giữ được nước nên bán bớt đi lớp đất mặt để ruộng xuống thấp. Bên cạnh đó, nhu cầu thị trường hiện nay về đất san lấp mặt bằng rất lớn, giá bán đất mặt ruộng khá cao, trung bình một xe đất từ 1,5 đến 2 mét khối, có giá từ 30 đến 35.000 đồng. Mỗi công đất, dân bán được từ 1,5 đến 2 triệu đồng tiền đất mặt ruộng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, việc bán đi lớp đất mặt ruộng sẽ giảm đi tầng đất phủ sa canh tác từ 30 đến 50cm, ảnh hưởng đến độ màu mỡ của đất, giảm nguồn dinh dưỡng của cây. Thì để mà canh tác lúa lại tốt là chúng tôi nghĩ rằng người dân cần chú ý một số vấn đề. Cái thứ nhất là cái chuyện mà sang sửa lại mặt ruộng để tạo cái độ bằng phẳng, đây là cái điểm rất quan trọng. Thứ hai nữa đó là chú ý là kiểm soát cái những cái độc chất tầng dưới, ví dụ như phèn, để mà chúng ta tháo rửa phèn. Ngành chức năng đã yêu cầu người dân chỉ bán một phần lớp đất mặt và khuyến cáo người dân đầu tư thêm phân bón hữu cơ, các giải pháp kỹ thuật để không ảnh hưởng đến năng suất cây lúa trong vụ tới. Tại các tỉnh miền Trung, hạn hán gay gắt vẫn kéo dài. Đến nay thì nhiều hồ chứa nước trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa đã cạn kiệt, sắp trơ đáy, khiến cho gần 15.000 ha lúa hè thu chắc chắn là phải bỏ sản xuất. Tại hồ chứa nước Suối Dầu đến thời điểm này thì lượng nước ở trong hồ cũng chỉ đạt gần 20% dung tích, ở mực nước chết. Đây cũng là mực nước thấp kỷ lục, thấp hơn cả đỉnh hạn của năm 2016. Hiện thì có một góc hồ đã trơ đáy. Hiện hồ Suối Dầu đã cắt toàn bộ nước cho sản xuất nông nghiệp để giữ lại phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và chăn nuôi của người dân hai huyện Cam Lâm và Diên Khánh. Tương tự trên địa bàn của thị xã Ninh Hòa, nhiều hồ và đập chứa nước đã xuống dưới mực nước chết. Từ đập Sở Quan cho đến hồ chứa nước Đá Bàn, hồ chứa nước Suối Chầu cũng đang cạn kiệt. Có hồ mực nước đã xuống dưới mực nước chết đến gần 2 mét. Nếu như tình trạng khô hạn không còn mưa kéo dài thì Khánh Hòa sẽ có hơn hàng trăm ngàn người dân thiếu nước sinh hoạt và gần 15.000 ha lúa hè thu phải bỏ vụ vì không có nước tưới. Không chỉ có tỉnh Khánh Hòa mà tình trạng hạn hán cũng diễn ra tại nhiều địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ. Nắng hạn kéo dài, hàng ngàn hộ dân các huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc và Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch để sinh hoạt. Hiện thì các địa phương đang nỗ lực tìm cách cung cấp nước cho người dân tại những khu vực thiếu nước gay gắt này. Tại huyện Thuận Bắc thì mặc dù là địa phương có nhiều hồ chứa nước, có giếng khoan, giếng đào, nhưng mà do nắng hạn kéo dài nên là nguồn nước đã cạn kiệt, người dân thiếu nước sinh hoạt ngày càng trầm trọng hơn. Những ngày qua, lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Thuận đã chở nước cấp cho 256 người dân ở thôn Bình Tiên, xã Công Hải đang bị thiếu nước nghiêm trọng. Tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, khoảng 3.800 người dân cũng đang khó khăn về nước sinh hoạt. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Ninh Thuận đang tổ chức đắp đập, nạo vét các con suối để tìm nguồn nước đầu vào, cấp bổ sung cho các nhà máy xử lý nước, đồng thời khuyến khích người dân đào thêm giếng để có nguồn nước sinh hoạt tạm thời. Tỉnh cũng đã giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng với các địa phương để vận chuyển nước đến những cái điểm mà thiếu nước của nhân dân. Theo dự tính, từ cuối tháng 5 và trong tháng 6 sẽ có hơn 3.800 hộ với khoảng 15.000 dân các huyện Bắc Ái, Ninh Sơn và Ninh Hải bị thiếu nước. Lượng nước cần được cấp cho người dân khoảng 500 mét khối mỗi ngày. Nếu trong tháng 7, tháng 8 trời vẫn tiếp tục không có mưa, thì số hộ thiếu nước sẽ tăng lên hơn 8.300 hộ, với hơn 34.000 nhân khẩu cần được hỗ trợ 1.000 mét khối nước mỗi ngày đêm.